Đầu cầu tiếp theo ạ, mời đầu cầu thành phố Hà Tĩnh ạ. Dạ, xin chào các thầy các cô cũng các đồng nghiệp ở các đầu cầu ạ. Sau đây em xin thay mặt đại diện cho bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh báo cáo các bệnh hội chẩn. Bệnh nhân nam 73 tuổi, địa chỉ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Vào viện ngày 30 tháng 6 năm 2020. Tiên sử bệnh nhân có phẫu thuật vùng bàn bên phải từ nhỏ và phát hiện sưng đau vùng bàn phải khoảng 20 năm. Bệnh nhân có tiên sử ho thủng thẳng khoảng 4 tháng, không đau tức ngực, không khó thở. Vào viện đến khám vì lý do là phổi thông vùng bàn trái. Bệnh sử bệnh nhân phát hiện phổi thông vùng bàn bưu trái 20 năm. Gần đây bệnh nhân phát hiện to lên nhiều, đi lại vướng. Bệnh nhân không cảm ơn đầu cầu. Chúng tôi có cơm sàng bệnh nhân rồi. Chúng tôi thấy dạ. Các bạn chuẩn bị lâm sàng rất là kỹ lưỡng, khám từ chân lên đầu. Tuy nhiên là các thầy ngoài này cũng rất nhiều câu hỏi về lâm sàng cho trường hợp này. Xin phép mà đầu tiên mời thầy Hoàng ạ. Thầy Hoàng có hỏi ý kiến gì về cái khám lâm sàng cho trường hợp bệnh nhân thoát vị bẹn trái này không ạ? Thầy Hoàng ạ. Vâng. Cái trường hợp này về lâm sàng thì các bạn trình bày trong bệnh án cũng khá là rõ ràng, em không có hỏi gì ạ. Tí chút nữa, trước hết mà có những cái comment gì thì em xin nhờ thầy Lưu đọc về cái chẩn đoán hình ảnh trước ạ. Vâng. Thế còn thầy Hòa có hỏi ý kiến gì không ạ? Thưa thầy Hiếu giám đốc, thưa các bác sĩ, tôi chỉ hỏi hai cái là bệnh nhân này các bạn đã khám về cái tinh hoàn bệnh nhân chưa? Khám tinh hoàn xem hai tinh hoàn nó có ở trong bìu không, hay là một tinh hoàn ở trong bìu, một tinh hoàn ở trên ống bẹn. Cái thứ hai là với những bệnh nhân cao tuổi thì các bạn đã khám về bệnh lý tiền liệt tuyến chưa? Nhiều khi người ta thoát vị bẹn là chỉ là cái hậu quả của những cái bí tiểu do u phì đại tiền tuyến đấy, chỉ có hai cái ý đấy đấy. Vâng. Các bạn khám kỹ cho các bạn này. Các bạn đã khám hai cái vấn đề ấy chưa? Dạ, tôi thấy là bệnh nhân tinh hoàn hai bên vẫn bình thường đấy ạ, vẫn sơ thấy ạ. Vâng, cảm ơn. Vẫn sơ thấy đúng. Xin phép dạ. Còn lại bệnh nhân được tiền bình thường. Vâng, mời cô Ánh ạ. Cô Ánh có hỏi gì về lâm sàng không ạ? À, không ạ, bên này tiêu hóa ít ạ, vâng. Ung thư gan ạ. Vâng, thế mời thầy Huy có hỏi gì không ạ? Dạ, cũng không có ý kiến gì về lâm sàng không ạ? Thì sang chúng ta phân tích chẩn đoán hình ảnh ạ. Lâm sàng có cái dấu hiệu gì của sơ gan không ạ? Bệnh nhân có dấu hiệu sơ gan lâm sàng? Dạ, tôi thấy là bệnh không có. Bệnh nhân hiện tại là không có biểu hiện lâm sàng của sơ gan ạ. Bệnh nhân đến khám chỉ vì một khối phong vùng bén đau tức ạ. Chỉ còn nữa là cái dấu hiệu gầy sút cân mà, đúng không ạ? Bệnh nhân sút cân có rõ không ạ? Không gầy sút được. Dạ, không ạ. Bệnh nhân vẫn ăn được bình thường, không gầy cân. Dạ. Vâng, như vậy là lâm sàng chúng ta chỉ có một cái dấu hiệu duy nhất là thoát vị về cái khối vùng bẹn, mà sau khi đến với chúng ta phát hiện ra được rất nhiều việc ở đây, đúng không ạ? Vâng, xin phép mời thầy Lưu dạ. Chúng ta cho chẩn đoán hình ảnh để đã được đẩy lên cổng ạ. Vâng, mời thầy. Nên là bệnh nhân này đến với chúng ta là phát hiện tình cờ đúng không ạ? Vì lúc đầu người ta đến chỉ khám cái thoát vị thôi đúng không ạ? Linh, bật microphone. Trước khi đọc về hình ảnh, tôi xin góp ý với bệnh viện các bạn là cái kỹ thuật chụp này là chưa được. Vì sao? Vì chúng ta đã chẩn đoán u phổi bắt buộc phải tiêm thuốc cản quang, không phải chúng ta chẩn đoán cái khối không đâu. Các anh chị khi thấy hình ảnh cái khối u này là nó điển hình lắm rồi, đúng cái hình này điển hình ung thư phổi. Tuy nhiên bệnh nhân có mổ được hay không thì chúng ta phải chụp tiêm thuốc cản quang và đánh giá xem nó có xâm lấn hay không. Tuy nhiên bệnh nhân này thì mặc dù không tiêm thuốc cản quang thì tôi vẫn nghĩ là không còn khả năng phẫu thuật nữa, vì cái khối đã xâm lấn tới chặt ba cái phế quản, chặt ba cái phế quản cái tổ chức bao quanh đấy. Mà tôi nghĩ là nên tiêm thuốc thì nó sẽ rõ ràng hơn cái chuyện đó. Và hai nó có hay nhiều hạch trung thất, có khá nhiều hạch trung thất, tiêm thuốc cản quang cũng sẽ rõ hơn cái hạch này. Và còn cái hình ảnh về bụng thì cái hình ảnh đấy chắc các bạn đọc là một cái sơ gan, chắc có lẽ do bác sĩ siêu âm, vì trên gan có rất nhiều cái ổ tổn thương, có đặc điểm một cái di căn gan và rất nhiều ổ nhỏ nó khá đều, thành ra khi siêu âm gan bờ gan bấp mô nên rất dễ nhầm với lại một cái sơ gan. Cái này không bệnh cảnh lâm sàng, chắc không phải sơ gan.
mà là dư di căn gan rất nhiều ạ. Vâng, di căn gan. Vâng. Như vậy là... Và có một cái thoát vị bẹn rất là lớn ở bên trái. Này thì về mặt hình ảnh, về mặt tâm sàng nhìn thấy rồi, mắt rồi. Vâng. Vâng. Như vậy là theo thầy Lưu cũng như là theo các thầy ở đây đã gần như thống nhất với cái chẩn đoán đấy là một cái ung thư phổi di căn gan thoát vị bẹn. Vấn đề đặt ra ở đây là điều trị thế nào? Chúng ta điều trị cái thoát vị bẹn trước hay là chúng ta bắt đầu điều trị của thầy Huy bên ung biếu sau? Thì xin phép ý kiến của thầy Huy. Lúc này bệnh nhân sẽ chắc là vào bệnh viện chúng tôi thì cũng nằm ở trong khoa thầy Huy rồi, không nằm ở khoa cô Ánh nữa. Mà mời thầy Huy ạ. Xem về độ cấp cứu thì có lẽ cái thoát vị bẹn thì nó sẽ cấp cứu hơn, thì mời tiến sĩ Hoàng. Nghĩa là thầy Huy sẽ, nếu mà bệnh nhân vào khoa thầy Huy lại chuyển cho thầy Hoàng. Dạ vâng, hội trần với thầy Hoàng trước. Vâng, mời thầy Hoàng. Vâng, em xin được ý kiến một chút ạ. Cái thứ nhất thì như thầy Lưu vừa phân tích, đương nhiên là mình có một cái chẩn đoán nó khá rõ ràng là một cái di căn gan. Tuy nhiên ở trường hợp này em vẫn muốn bàn cái đầu tiên là về cái chẩn đoán trước đã. Mình về hình ảnh thì các thứ rõ ràng nhưng mình vẫn phải có bằng chứng để khẳng định nó ở trường hợp này. Thì theo em cái thứ nhất là mình phải khẳng định nó, trong trường hợp này mình có thể gặp mấy thứ. Một là có thể là ung thư phổi di căn gan. Hai là có thể ung thư gan di căn phổi. Cái thứ ba là có thể những cái hai ung thư riêng biệt. Tuy nhiên với hình ảnh này thì nó phù hợp hơn với một cái ung thư phổi di căn gan. Mặc dù vậy thì để khẳng định chắc chắn chẩn đoán cái này sẽ phải làm cái chẩn đoán xác định. Tức là đơn giản nhất ở trường hợp này em nghĩ là nên sinh thiết cái khối ở gan, xem cái tổn thương mô bệnh học nó là cái gì để mình có cái khẳng định chẩn đoán chắc chắn. Đấy là một. Cái thứ hai về mặt điều trị cái thoát vị bẹn ấy, thì theo em ở trường hợp này chúng ta rất cân nhắc khi can thiệp ở bệnh nhân. Bởi vì một cái trường hợp mà ung thư mà đã di căn nhiều như thế này thì cái thời gian sống của người ta không được nhiều nữa. Mà trong khi đó cái thoát vị bẹn mà nếu như thực sự là bệnh nhân muốn nó ảnh hưởng rõ ràng đến cái chất lượng cuộc sống mà người ta khó chịu, không thể chịu được. Mặc dù có thể sống được vài tháng nhưng người ta vẫn muốn một cái chất lượng cuộc sống tốt thì mình hẵng can thiệp. Còn nếu không thì theo em thì phải rất cân nhắc trong trường hợp can thiệp cái thoát vị bẹn ở trường hợp này. Nghĩa là hội chẩn trong thầy bảo từ từ đúng không? Vâng. Lại chuyển lại thầy Huy. Vâng. Như vậy tôi nghĩ như này, đấy chính là vai trò quan trọng nhất là lâm sàng. Lâm sàng là cái tôi muốn các thầy hỏi về lâm sàng nhưng các thầy chả hỏi gì cả về lâm sàng. Vì sao? Vì cái này bệnh nhân đến đây là người ta đau quá người ta mới đến viện mà. Người ta đi lại không được, đau tức cực kỳ khó chịu cái khối đấy. Người ta đẩy không lên. Tôi nghĩ chắc là nếu mà hỏi tôi sẽ hỏi bệnh nhân này là có đi lần trước đã bị từ lâu chưa? Hồi xưa đẩy lên được không? Chắc gì là bệnh nhân này trước đây người ta đã mới bị, người ta bị rất lâu rồi. Nhưng mà đợt này chắc là nó to quá, nó kẹt, nó không đẩy lên được nữa thì người ta mới đến với mình. Thì đây tôi muốn hỏi bên bệnh viện của Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh thì bệnh nhân này cái lâm sàng của thoát vị bẹn có làm người ta khó chịu lắm không ạ? Dạ tới đây là bệnh nhân khá là khó chịu với cái khối phong vùng bèn ạ. Bệnh nhân là có ho và đau tức nhiều ạ. Vâng, người ta bị lâu rồi đúng không ạ? Dạ. Vâng, bệnh nhân bị viện 20 năm rồi đấy ạ. Vâng, nghĩa là người ta cũng biết cái chuyện này mà người ta cũng có nhiều cái biện pháp để đẩy cái khối thoát vị lên rồi đúng không ạ? Dạ. Như lần này không đẩy lên được đúng không ạ? Dạ, trước đấy là bệnh nhân có đẩy lên được. Vâng, đấy chính vậy thì chúng ta phải xử trí thôi đúng không ạ? Vâng, thế thì thầy Huy không nhận bệnh nhân lại nữa. Thầy Hoàng phải xử trí thôi, thì thầy Hoàng sẽ xử trí thế nào trường hợp này nếu phải phẫu thuật? Dạ vâng, ở cái trường hợp này thì đấy như trong bệnh án có trình bày thì bệnh nhân phát hiện thoát vị bẹn 20 năm và bệnh nhân vẫn đẩy lên được và cái khối này nó hết phòng khi bệnh nhân nằm nghỉ ngơi và có thể tự đẩy lên được. Thế nếu trong trường hợp này nếu bệnh nhân hiện tại cái khối này không đẩy lên được mà bệnh nhân có biểu hiện đau tức khó chịu thì sẽ phải phẫu thuật thôi ạ. Và cái trường hợp này nếu phẫu thuật thì sẽ mổ mở. Tại vì cái khối thoát vị nó rất là lớn nên chúng ta sẽ mổ mở và đặt lưới làm phương pháp Lichtenstein để mà cố định vừa khâu cái lỗ bẹn sâu và vừa phục hồi cái thành bụng. Cái phương pháp Lichtenstein này thì cho đến bây giờ thì trên thế giới nó cũng từ lâu rồi áp dụng cái phương pháp này và bỏ hết các phương pháp điều trị thoát vị bẹn kinh điển khác, ví dụ như Sundai hoặc Bassini, người ta không làm nữa. Vì cái Lichtenstein nó vừa đảm bảo được cái chuyện điều trị cái khối thoát vị nhưng mà cái quan trọng hơn đó là sau phẫu thuật bệnh nhân cái cảm giác đau sau phẫu thuật ở cái phương pháp Lichtenstein nó rất là dễ chịu cho bệnh nhân, nên nếu phẫu thuật thì chúng ta sẽ mổ mở và áp dụng phương pháp phẫu thuật Lichtenstein. Vâng, bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh có mổ được cái này không ạ? Dạ, tôi thấy là bệnh viện mổ được ạ. Vâng, tuy nhiên là tôi cũng nhấn mạnh là trước khi mổ phải giải thích đúng như thầy Hoàng vừa giải thích ạ. Các em tí nữa xem lại clip thầy Hoàng thầy giải thích thế nào thì giải thích đúng cho bệnh nhân như thế ạ. Trước khi mổ để cho bệnh nhân hiểu đây là cái việc là chúng ta mổ để giải quyết triệu chứng. Tuy nhiên tiên lượng là rất là khó khăn về thời gian lâu dài.
Bây giờ xin phép sau khi bệnh nhân mổ xong thì thầy Huy sẽ làm gì ạ? Mời thầy Huy ạ. Cảm ơn các thầy. Thì đầu tiên thì quý vị em cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các thầy, đặc biệt là ý kiến của thầy Hoàng. Thế thì bởi vì cái này là cái thoát vị bệnh mãn tính, thế nhưng mà hiện tại bây giờ đẩy vẫn lên được, nhưng mà cái nguy cơ nó bị nghẹt thì vẫn rất là cao. Và nhìn trên cái phim ảnh này thì em cũng hoàn toàn đồng ý với thầy Hoàng là khả năng nhiều là một cái ung thư phổi thì căn gan nhiều hơn là cái gan thì căn phổi. Và thông thường cái tiên lượng của bệnh nhân này chắc quãng độ cũng phải khoảng 6 đến 9 tháng, thì trong thời gian đó thì nguy cơ nó nghẹt và phải mổ cấp cứu rất là cao. Nên có lẽ nếu mà làm được một cái phẫu thuật không lớn lắm thì mình nên làm có kế hoạch trước để dự phòng cái nghẹt. Thế còn về cái điều trị của cái ung thư phổi dưới căn gan thì nguyên tắc đầu tiên là mình phải có cái bằng chứng về giải phẫu bệnh. Thế thì so sánh giữa việc xin tiếp một cái phổi và cái gan thì cái gan nó sẽ dễ dàng hơn, ít tai biến hơn, và cái giá trị thì gần như nhau. Sau khi có kết quả được của cái sinh tế gan thì mình nên nhuộm hóa miễn dịch để khẳng định chắc chắn nguồn gốc nó từ phổi và loại trừ nguồn gốc từ một số cơ quan khác, ví dụ như tiêu hóa, nó có thể nó vừa dưới căn gan vừa dưới căn phổi. Thì sau khi có mình khẳng định được cái nguồn gốc của từ phổi rồi thì hiện nay trong ung thư phổi nó cũng có một số tiến bộ, mình có thể làm một số đột biến gen, ví dụ như là các cái gen thì chắc là chỉ sợ trong Hà Tĩnh thì chưa làm được, thì mình có thể liên hệ rằng các cái labo ở Hà Nội hoặc ở trong Sài Gòn người ta có thể làm được một loạt các đột biến gen, thì có thể điều trị một số, ưu tiên điều trị một số thuốc điều trị đích trước cho bệnh nhân, trừ khi trong trường hợp mà các cái đột biến gen nó không có, mình không điều trị được các cái điều trị đích thì mình mới cân nhắc điều trị một số các cái hóa chất, nhưng mà cũng hóa chất gây độc tế bào, nhưng cũng ưu tiên những cái thuốc mà nó ít độc tính cho bệnh nhân, bởi vì cái survival của bệnh nhân nó cũng sẽ không dài lắm, thì mình tôn trọng cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Xin hết. Cảm ơn thầy Huy. Như vậy cái thông tin đấy với chúng ta rất là quan trọng. Thì là theo thầy Huy, với cái diễn biến lâm sàng cũng như là CT MRI, CT kết quả CT thì cái tiên lượng sống của bệnh nhân chỉ là 6 đến 9 tháng diễn biến tự nhiên, đúng không ạ? Thì nếu mà bệnh nhân rơi vào cơ may mà có được điều trị theo đúng cái phác đồ, như là bệnh nhân có cái đột biến gen thì cái cơ may sống bệnh nhân sẽ kéo dài hơn. Theo các nghiên cứu thì khoảng bao nhiêu phần trăm, thì bao nhiêu thời thêm được kéo dài thêm bao nhiêu thời gian bệnh nhân? Dạ, cái thời gian nó có thể nếu mà bệnh nhân đúng có cái đột biến gen, có đột biến gen thì nó sẽ dao động từ 9 đến khoảng 10, hơn 12 tháng. Nghĩa là kéo dài hơn, không được nhiều hơn, đúng không? Vâng. Không nhiều lắm. Tất cả những thông tin đấy thì tôi đề nghị bệnh viện thành phố Hà Tĩnh sẽ ghi nhận và giải thích cho người bệnh để bệnh nhân lựa chọn phương án điều trị tại chỗ hay là đi chuyển lên tuyến trên để điều trị. Đầu cầu Hà Tĩnh có câu hỏi gì không ạ? Đầu cầu bệnh viện tỉnh ạ. Bệnh viện Đa khoa thành phố ạ. Dạ thưa thầy, thì bệnh nhân thì hiện tại nhà em đã chuyển đến bệnh viện tỉnh ạ. Thì bệnh nhân đã ra bệnh viện cá, điểm kiểm tra hiện tại thì đang chờ kết quả. Vâng. Còn lại thì cho em xin phép đầu cầu bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh ạ. Trong những cái hội chẩn vừa qua, ý kiến của các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Hà Nội thì đầu cầu Hà Tĩnh có ý kiến gì không ạ? Có bổ sung gì không, hoặc là có ý kiến gì đóng góp thêm không ạ? Xin phép bệnh viện tỉnh ạ. Đầu cầu bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh lĩnh hội toàn bộ cái ý kiến của các thầy, và cũng xin muốn lưu ý với các bệnh viện ở như bệnh viện Đa khoa thành phố, bệnh viện Lộc Hà là khi chuyển bệnh nhân có liên quan hội chẩn thì nên báo với bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trước để biết, chứ bao nhiêu trường hợp hỏi lại thì là bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh không nắm được, vì bây giờ bệnh nhân chuyển lên cũng rất đông. Vâng, cảm ơn các thầy Hà Tĩnh. Nhưng mà ở Hà Tĩnh chúng ta có làm được cái xét nghiệm về đột biến gen không ạ? Hiện tại tỉnh Hà Tĩnh chưa làm được cái xét nghiệm này. Vâng, thế nếu cần thì chúng tôi sẽ hỗ trợ, nếu mà gia đình quyết tâm chọn cái phương án là sẽ hy vọng còn cơ may cho bệnh nhân dùng thuốc đích ạ. Vâng, cảm ơn hai đầu cầu ạ. Xin phép tiếp tục quay trở lại với Thanh Ba Phú Thọ.